Một cái lưu ý mà hãng đã phải viết ngay ngoài thùng để lưu ý cho anh em là check regional voltage before use. Tức là những anh em nào mà ở thị trường nước ngoài như là Mỹ này, châu Âu này, Canada này dùng điện 100 đến 110 V ấy, thì khi mà định bay về Việt Nam mua và mang những sản phẩm này về cái nước mà mọi người đang ở ấy, thì mọi người thực sự là nên cân nhắc. Và tại sao mà lại bay về Việt Nam để có thể mua được những sản phẩm Roborock thì có hai lý do. Một là ở thị trường nước ngoài ấy, một cái sản phẩm Roborock mới ra là S8 Max V Ultra, nó có một cái mức giá gấp đôi mức giá Việt Nam hiện tại, nhưng ở đấy khách hàng lại được Roborock bảo hành cho những cái lỗi liên quan đến phần cứng lên đến 5 năm. Hoặc là những cái sản phẩm như thế này, giá bao giờ cũng thế, ở thị trường nước ngoài luôn luôn cao và đắt hơn ở thị trường Việt Nam rất là nhiều. Nên là nhiều anh em chọn là việc là quay về Việt Nam mua xong cho đi đường bay và mang sang bên nước ngoài. Tại sao mà lại có những câu chuyện nghịch lý như thế? Roborock thì nó là một thương hiệu khá là nổi tiếng và cao cấp của nhà Xiaomi. Những sản phẩm của Roborock thì thường được tập trung và nhấn rất mạnh vào thị trường châu Âu và những thị trường cực kỳ là khó tính. Nên là những cái sản phẩm ở bên đấy, cái chất lượng, cái chế độ hậu mãi nó luôn luôn là cái chế độ cao nhất. Lên đến 5 năm bảo hành cho phần cứng thì chúng ta có thể biết là nó đã tự tin về cái chất lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ nó như thế nào. Thì bên cạnh mình đây là sản phẩm Qi Revo S, một phiên bản mới mà là phiên bản cải tiến cũng như là nâng cấp so với phiên bản là Qi Revo thường đã ra một thời gian khá là lâu rồi. Thì phiên bản này ngoài việc là một phiên bản mới, giá hợp lý hơn, các tính năng của nó được trải nghiệm nhiều hơn, và đồng thời nó cũng là con robot thứ hai sau S8 Max V Ultra, robot thứ hai sở hữu cái hệ thống làm sạch bằng AI, trí tuệ nhân tạo. Tức là nó sẽ tự động detect, tự động điều khiển, tự động ra những cái thuật toán làm sạch liên quan đến cái khu vực, những không gian làm sạch thông thường trong ngôi nhà nhà mình, mà chúng ta sẽ không cần phải điều khiển bằng tay hay là không cần phải điều khiển bằng những cái tính năng ở trên app điều khiển, mà mình sẽ có một cái tính năng đấy là Smart Plan. Nó sẽ tự động kiểm tra cái chiều của cái sàn gỗ này, đưa ra những cái khu vực bẩn, khu vực sạch, để nó tự động sinh ra những cái profile làm việc riêng cho từng khu vực đấy, lau như nào, hút như nào. Thì Qi Revo S là con robot thứ hai của nhà Roborock sở hữu cái trí tuệ nhân tạo như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là lướt qua một lượt cái hộp ngoài, và sau đấy sẽ cùng unbox và xem bên trong em Qi Revo S của nhà Roborock này nó có cái gì. Thì vẫn là hai màu cơ bản đen và trắng. Thì Qi Revo S của mình đây đang là màu đen. Với những cái nâng cấp cơ bản, đầu tiên là lực hút. Lực hút trên Qi Revo thường là 5.500 Pascal, nhưng trên Qi Revo S thì lực hút đã lên đến là 7.000 Pascal. Ngoài ra thì Qi Revo S nâng được giẻ lau lên đến 10mm, một cái khoảng không quá cao, nhưng mà đối với những không gian thông thường, cái thảm nó chỉ là thảm nỉ, thảm ngắn, thì đã rất ok cho cái việc là lên và leo lên trên thảm và hút trên thảm rồi. Còn ngoài ra thì nó cũng sẽ bị cắt đi một số thứ, ví dụ như là hệ thống camera AI, reactive AI. Còn đây nó sẽ dùng những cái cảm biến ánh sáng, nó gọi là nó sẽ dùng những cái từ gọi là hoa mỹ hơn, ánh sáng 3 chiều rồi phản xạ ánh sáng vân vân, để có thể nói về cái cảm biến này. Nhưng mà về cơ bản ấy thì là nó sẽ không còn dùng AI nữa, mà nó sẽ dùng các hệ thống chỉ đơn giản là cảm biến, để có thể là detect, để có thể là nhìn, đo khoảng cách với đồ vật và tái tạo được cái hình ảnh đồ vật đưa về cái hệ thống xử lý của trên con robot. Còn ngoài ra thì nó cũng sẽ được làm ngắn đi, rộng ra hai bên. Nó tránh cái gọi là design như ngày xưa Qi Revo là nó hơi bị dài quá, nó hơi bị lêu khêu quá. Thì con này nó sẽ đã thiết kế lại, nó sẽ ngắn, nhỏ nhỏ hơn, và cũng làm cho con robot nó cảm giác nó chắc chắn và nó nhìn nó hầm hố hơn. Thì đấy là về cơ bản cái cảm quan mà chúng ta nhìn được những hình ảnh của con Qi Revo S. Bây giờ thì sẽ qua một số những cái thông tin mà highlight hãng đã để in sẵn ở trên đây. Thì đầu tiên là cái lực hút lên đến 7.000 Pascal, tự động nâng rẻ lau. Rồi là hệ thống Reactive Tech Mop, Auto Mop Washing, giặt rẻ lau, rồi Auto Mop Drying, Auto Dust Emptying. Tức là nói chung là vẫn đầy đủ các tính năng của một con robot tầm trung hoặc là cận cao cấp rồi. Lực hút 7.000 so sánh bây giờ nó có thể so sánh ngang ngửa với những con ví dụ như là T20e bên cạnh mình đây, hoặc là như X2, nó cũng chỉ có lực hút là 7.000 Pascal thôi.
Và đến thời điểm hiện tại, Roborock đưa ra mắt cái em QRS này thì nó sẽ cạnh tranh ngang ngửa và gọi là thẳng tay với em Ecovacs T20e rồi. Tại vì là hai con này nó có quá nhiều điểm tương đồng về hút bụi này, về lau sàn này, về cái tính năng cơ bản, ví dụ như là thông báo bằng giọng nói, đều không có camera AI, hay là đều sử dụng một chổi mà lau xoay, vân vân. Thì Roborock QRS bây giờ nó đã có một đối thủ và so sánh cũng như là ngang ngửa với Ecovacs, đấy là em chính là em này. Thì vẫn là những cái thiết kế rất quen thuộc từ con robot đến cái chạm Ultra Dock. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là bóc ra xem bên trong thùng nó có cái gì. Đầu tiên lại quay trở lại câu chuyện từ lúc đầu. Roborock, khi mà chúng ta nghe đến tên, nghe đến thương hiệu thì chúng ta đều hình dung là nó là một con robot thông thường với những cái tính năng ngang ngửa như thế so với Ecovacs, so với Dreamy, thì giá bao giờ nó cũng sẽ cao hơn ít nhất khoảng tầm 1, 2, 3 triệu so với những cái máy mà cùng phân khúc, cùng tầm giá, tính năng. Nhưng mà hiện tại Roborock nó đã phân phối bình ổn giá và những cái sản phẩm có một cái giá nó rất là phù hợp để cho khách hàng có nhiều cái sự lựa chọn, nhiều cái sự đánh đổi để trải nghiệm hơn so với những cái phiên bản ngày trước. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng gọi là unbox và xem bên trong em QRS này nó có cái gì hay ho. Nó có một cái mạnh hơn so với những cái phiên bản gọi là cùng giá trị, đấy là cái khả năng là tháo được cái những cái hệ thống giặt giẻ lau để đi vệ sinh. Thì cái đấy nó là một cái mà rất là mới và cực kỳ được đón chờ. Nhưng mà rất tiếc là trên phiên bản T20e của Ecovacs thì lại không có cái tính năng đấy. Còn ngoài ra những cái tính năng như là giọng nói tiếng Việt thì bây giờ cả hai phiên bản đều đã có rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng unbox thôi nhá. Đây, nói chung là máy nguyên siêu luôn. Và unbox xem là nó có gì hay ho nào. Anh nhờ anh cameraman có thể là zoom cái camera cận vào đây để cho mọi người xem bên trong nó có gì. Những phiên, những cái vết dao bay luôn mười mấy củ. Ok, đây là bên trong của em Roborock. Wow. Đầu tiên vẫn là những cái rất quen thuộc rồi. Một cái đế có thể tháo rời ra. Đây là cái khu vực mà để cho con robot đi lên. Một cái Quick Sky hướng dẫn sử dụng rất là to. Đầy đủ hết tất cả các cái cách lắp đặt này, rồi vị trí đặt robot như nào. Tấm lo xoay này, robot này, dây điện này, rồi là lắp đặt các thứ cho con robot. Đây cũng sẽ có một vài cái hướng dẫn lắp cái hệ thống đi lên này, đi dây này. Một cái rất là hay trên những sản phẩm Roborock đấy là hãng sẽ để lại một cái khoang để chúng ta có thể đi cái dây vào trong đây. Và đồng thời như thế thì nó sẽ gọn và áp sát được con robot vào bề mặt sàn, vào cái bề mặt tường. Cái này nó đã là một trong những cái mà điểm yếu chết người trên những con của Ecovacs rồi. Tại vì là thay vì việc làm một con robot nhỏ hơn thì Ecovacs lại đưa ra một cái gờ quấn dây rất to và lộ hẳn ra ngoài. Mặc dù chúng ta có thể hiểu là khi mà để một cái khoảng cách nhỏ tầm 3-5 phân như thế thì nó sẽ giúp cho bề mặt ở đằng sau cái đốc sạc nó có cái khoảng thoáng, nó có cái khoảng để khi mà sấy khô này, khi hút rác này, không khí có thể đẩy ra ngoài. Nhưng mà vô hình dung ấy, nó lại làm tốn diện tích thêm rất là nhiều ở đằng sau cái đốc. Này, đây là cái kích thước mà chúng ta cần để đốc. Thì một cái tờ hướng dẫn đã khá là đầy đủ các cái lưu ý. Khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng ấy, thì chúng ta sẽ nên cho một ít nước sạch vào trong cái bình trước để có thể đảm bảo là robot nó không báo lỗi. Đấy, xong đấy bật nguồn robot này, tránh những cái gì này. Đây, còn đây là mã QR để quét mã để tải app rồi. Đây là phần bên trong, đây là một cái hướng dẫn dụng sâu hơn này, túi rác này, robot này, đệm lo xoay này. Xem qua cái đệm lo xoay một chút đi. Đây, vẫn là cái đệm lo xoay mà gắn bằng nam châm. Nhưng mà vẫn sẽ có một cái phần này ở trên đây, tấm lau. Nó được làm thêm một cái gờ cao su ở phía rìa ngoài này nữa. Khả năng là sẽ giúp cho cái con robot khi nó lau ở góc cạnh ấy, nó không bị cạ cái phần nhựa vào. Thì cái phần đệm này nó sẽ giảm thiểu được cái phần tiếp xúc trực tiếp vào nhựa và ăn lên cái động cơ. Còn đệm và cái đệm lau thì bề mặt nó khá là xốp, nhưng mà nếu như theo mình đánh giá, mình cầm ở đây thì sẽ không được dày bằng những cái đệm lau cơ bản trên của Ecovacs. Đây là những cái gọi là đánh giá trực tiếp cảm quan của người sử dụng, người dùng luôn ấy. Đây là hệ thống dây điện này, robot này. Sẽ cho con robot ra ngoài.
Q Revo S thì nó sẽ có hai phiên bản là màu trắng và màu đen. Phiên bản của mình ở đây đang là màu đen. Còn tùy cái cảm quan thẩm mỹ của từng người, có thể là mọi người sẽ chọn màu trắng cho nó sang trọng, cho nó trang nhã, có thể là chọn màu đen cho nó đỡ bị bẩn, nó đỡ bị xuống màu. Cái đấy thì sẽ là tùy từng người thôi. Còn như mình thì nếu mà những cái thiết bị sản phẩm làm sạch này thì mình sẽ ưu tiên là màu đen nhiều hơn. Ok, đây là cái đốc này. Đấy, đây là cái đốc và đây là cái design khi mà chúng ta mở bên trong ra. Thì khi mà mở ra thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều những cái chi tiết. Đặc biệt là hai cái bình nước sạch, hai bình nước sạch, nước bẩn trên Roborock Quirevo S thì nó vẫn giữ được cái dung tích lớn như trên phiên bản Quirevo, nhưng mà nó đã được thiết kế vuông hơn, thấp hơn để cho nó tránh cái nhìn nó bị cao, bị lêu khêu khi mà để ở trong cái không gian nhà. Đây là cái design này, bình nước sạch này, bình nước bẩn này. Cảm quan đầu tiên khi chúng ta mở ra, nhựa nhám phần xung quanh trông khá là chất. Đây nhám này. Bình nước sạch, nước bẩn thì đã quá quen thuộc rồi. Đây là hệ thống cắm dây này. Đây hãng để nguyên cho chúng ta một cái khoang cắm dây rất là rộng, rất là sâu. Ghi luôn dây điện. Đây nó sẽ có khi đây sẽ là cái khu vực để luồn cái nước bên trong ra ngoài. Đốc. Nguồn điện thì rõ ràng rồi, 220 đến 240V. Đây nó sẽ là một cái thiết kế theo kiểu làm cái gì nhỉ? Những cái đấu trường La Mã hay cái gì đấy. Nói chung là nó sẽ đi thẳng như này. Design, đây là phần nhựa bóng này. Trong đây nó có cái khoang học giác. Còn phía dưới này, một cái rất là hay mà đối với những cái máy gọi là phần tầm trung, cận cao cấp thì sẽ không thể kiếm được cái tính năng này ở đâu. Đấy là cái việc mà chúng ta tháo được cái khoang lao xoay bỏ hẳn ra ngoài luôn. Thì với cái tính năng này thì nó sẽ giúp cho cái con robot ấy, và cái đốc sạc ấy, khi mà dùng ấy, nó sẽ dễ vệ sinh hơn và không bị bám bẩn, bám cặn nhiều vào khu vực này. Và khi mà đã vệ sinh được, giặt sạch cái khoang giặt ấy, thì trong cái quá trình giặt tiếp theo, quá trình làm sạch tiếp theo thì robot nó cũng sẽ đỡ bị bẩn và đỡ bị ám mùi. Đây nó vẫn có một cái phao, để có thể là báo đầy nước và đưa tín hiệu cho cái đốc. Còn đây là một cái lọc thô, lọc cặn. Đây hệ thống hút nước đây. À, cũng một cái chi tiết khá là mới mẻ đây. Nếu mà những ai đã từng xem những video trước ấy, thì thông thường cái ống hút nước ở dưới này, nhìn được không nhỉ? Ống hút ở dưới này thì nó sẽ là ống nhựa và ống nhựa cứng. Thì khi mà tháo ra ấy, nó sẽ dễ bị cạ vào, dễ bị cong. Nhưng mà trên phiên bản này thì nó dùng ống cao su, bề mặt ống khá là rộng và chạm trực tiếp vào đáy, tức là phần sâu nhất của cái bình. Những cái viền xung quanh ống nó có những cái đường cắt để có thể là hút được nước cũng như là lọc lại cặn. Một cái chi tiết khá là hay đấy, mà rất ít hãng sản xuất ra cái này. Thông thường thì họ sẽ làm cái ống ở đằng sau để có thể hút nước lên, nhưng mà với những cái hệ thống mà có thể tháo được ra như này, với cái hệ thống ống cứng ấy, thì để mà làm tối ưu được nó sẽ rất là khó và thường nó sẽ để lại cặn. Những cái hay đấy chứ. Nói chung là những cái phiên bản mà được gọi là update, nâng cấp hơn khá là nhiều. Ok, con robot đâu rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta sẽ vào cái nhân vật chính, đấy là robot hút bụi Quirevo S. Đây, túi bóng đã bị lòi cả cái chỗ cạnh ra ngoài. Nói chung rất là hay. Trên phiên bản Quirevo S hoặc là Quirevo thông thường ấy, thì nó sẽ dùng cái hệ thống chổi là chổi cao su đơn, giống như trên phiên bản S7. Còn ngoài ra, nhắc đến 7 thì cái trạm Ultra Dock của Roborock nó có công nghệ là giúp cho con robot có thể sạc nhanh hơn 30% so với S7. Ok, đây là con robot này, chúng ta có thể xem qua một lượt. Em này, nhìn mặt dưới trước đi. Đây, đây là phía dưới của con robot. Thì hai bên cái phần dưới này, đây nó có cái cơ chế nâng hạ rẻ đây. Nó chia được sẵn là bên trái bên phải rồi. Ngoài ra một cái tính năng rất là hay mà mình rất thích trên những cái phiên bản cao cấp, những cái robot cao cấp ấy, là tất cả những cái linh kiện nó sẽ đều có mã QR để gọi là trích xuất và kiểm tra cái nguồn gốc của sản phẩm. Đấy, để có thể là xem nó được sản xuất tại đâu, sản xuất từ bao giờ. Thì tất cả những cái vị trí như là bánh xe này, động cơ này, LiDAR này thì nó đều có hết. Trên phiên bản này chúng ta có thể thấy một cái cắt giảm khá là dễ nhìn thấy. Đấy là vị trí cảm biến trông rơi, hãng chỉ còn để lại 4 vị trí cảm biến, 1, 2, 3, 4.
mà sẽ không được trang bị 6 vị trí cảm biến như thông thường nữa. Cảm biến thảm, bánh xe, chổi cạnh, vẫn là chổi cạnh một bên, và sẽ có một cái lông nhỏ đặc trưng để hạn chế tóc nó dính ở bên trong này. Hệ thống chổi chính là chổi cao su đơn, giống hoàn toàn như trên series S7. Đây, hai đầu trục cũng thể tháo ra để có thể là vệ sinh cũng như là gỡ tóc. Đấy, hai đầu trục này. Và mọi người có thể nhìn thấy nhá, những cái đầu trục này thì nó sẽ có những cái đường, những cái đánh dấu để chúng ta tháo ra dễ hơn, cũng như là trong quá trình sử dụng có thể gọi là vệ sinh nó dễ hơn. Hai đầu để có thể tháo ra được, tháo ra rất là dễ dàng để vệ sinh tóc. Thì về cái ưu điểm và nhược điểm của cái chổi cao su này thì đã có quá nhiều video nói về con S7 rồi, mọi người có thể tua lại cái những video đấy. Còn trong video sau thì mình sẽ có bài test và đánh giá trực tiếp. Cái chổi này nó không phải là chổi cao su đơn thuần, mà một cái gờ dài nó sẽ là gờ mềm, còn gờ ngắn nó sẽ là gờ khá là cứng, và cái lõi này sẽ là lõi rỗng, không phải lõi đặc giống như trên S8. Còn nắp chắn chổi không có cái dao cắt như trên S8 Max V đâu nhá. Rất nhiều anh em hỏi là Quirevo nó có không, nhưng mà đây là câu trả lời này. Nó sẽ không có cái dao nhỏ để cắt tóc. Tại vì là như trên S8 Max V ấy, thì tóc nó sẽ đánh ra hai đầu trục, và chỉ cần cắt ở đấy nó sẽ làm sạch được. Còn như trên S7 cũng như là trên Quirevo S này thì tóc nó sẽ chui vào bên trong cái lõi cuộn chổi này, nên là để vệ sinh thì chúng ta vẫn phải mở và gỡ nó ra ngoài. Đây, khoảng hút đẩy lên rất là cao, cũng như là cái màng thì đã được thay bằng silicone chứ không phải là cao su non như ngày xưa nữa. Đây, silicone đây. Ok, thì đây là mặt dưới. Đây là một cái chi tiết rất nhỏ nhưng mà mọi người cũng sẽ có thể nhìn thấy này. Đây là hai cái lỗ để cấp nước xuống. Đằng sau này thì nó sẽ là cái điểm cái cảm biến đốc này, hai điểm tiếp sạc rất là lớn, rất là rộng, và một cái lỗ để có thể là châm nước sạch vào trong đây cho con robot có cái nước để đi lau, khoang hút rác. Và bây giờ sẽ lên cái mặt trên. À, thay đổi rồi. Tức là như ngày xưa thì nó sẽ là cái mà nhấc ra được, nhưng mà trên phiên bản này thì nó sẽ là cái nắp đậy thôi. Còn một cái mà cũng bị cắt đi trên phiên bản này, đấy là Spot Clean, làm sạch theo vùng hay là sạch theo điểm đấy. Thì với những cái tính năng đấy, chúng ta có thể bê con robot đi, ấn cái nút đấy, nó tự động nó làm sạch xong một khu vực khoảng tầm 3 feet lên khoảng tầm 1,5 m², là tự động nó dừng và nó về. Nhưng mà cái này thì nó chỉ còn nút clean và nút quay home thôi. Đây là hộp rác. Ok, hộp rác thì kích thước nó vẫn tương tự như cái trước thôi, nhưng mà rất là gọi là lắng nghe ý kiến khách hàng. Đấy là Roborock, những phiên bản gần đây nó đã thêm cái nắp nhựa để có thể chắn rác rơi ra ngoài rồi. Còn tấm lọc cũng như là cái hệ thống làm sạch thì nó vẫn tương tự. Hai cổng hút rác, một cổng là hai cái cổng đối lưu rác để có thể là cho rác cho không khí nó đối lưu để khi hút rác hiệu quả hơn. Không dùng quai sách mà sẽ dùng hai cái ngàm để có thể là bám vào nhấc lên. Lực hút nó 7000 Pascal cho nên là khả năng là rác vào đây sẽ khá là nhiều. Một cái thiết kế mà từ trước đến nay nó vẫn luôn luôn là cái nhược điểm của Roborock, đấy là cụm LiDAR nó bị hở. Với cái thiết kế như này thì rất nhiều trường hợp từ trước cái này của Roborock rồi, những ai đã dùng rồi thì có thể biết. Một thời gian đầu dùng sẽ không sao, nhưng mà một thời gian sau ấy, nếu mà chúng ta không dùng theo hướng dẫn, chúng ta không vệ sinh đảm bảo cho em này, thì nó sẽ rất dễ là bị mắc tóc này, bụi bẩn nó dính vào trong đây và dẫn cho con robot nó bị kẹt lỗi LDS không quay được. Thì nó có rất nhiều vấn đề xoay quanh cái thiết kế cụm này đã hở như này. Nhưng mà thực chất là không biết là vì một lý do gì đấy, cái công nghệ laser trên Roborock nên là hãng không update, hãng chưa thay đổi gì trên những cái hệ thống LiDAR như này. Thì không biết là những phiên bản sau, những phiên bản mà có LiDAR ẩn bên trong thì nó có khác biệt gì không. Đây là một cái Reactive Tech rất là rộng, rất là to. Còn đây nó sẽ có một cảm biến vách một bên thôi, còn bên này sẽ không có. Nói chung là cơ bản sẽ như thế. Bánh xe rồi các thứ thì nó cũng không có khác biệt quá là nhiều. Cái lốp xe này thì cảm giác như là đã được cải tiến hơn so với những cái con S5, S6, S7 từ đời trước. Tại vì là nếu mọi người đã dùng Roborock, mọi người có thể biết là, hoặc là nếu mọi người đang gặp vấn đề này, mọi người có thể để lại bình luận cho em. Tức là cái lốp của những cái dòng theo máy ấy, nó rất cực kỳ là bị nhanh mủn và bị bung, đem cái vệt đen ra nhà. Nên là những cái con này thì cái lốp nó đã được làm cái rãnh không khí ở đằng sau này, thì khả năng là nó sẽ khắc phục và không còn những cái nhược điểm đấy nữa. Đấy, đây là gọi là những cái gọi là cận liên quan đến em này. Còn một cái video unbox
cũng như là trải nghiệm nhanh, đánh giá sơ qua về cái gọi là design, những cái chi tiết mới, những cái thay đổi trên Quirivo S của nhà Roborock. Còn với những phiên bản này, trong những video sau thì em sẽ cho nó chạy này, test cái khả năng điều hướng này, test cái khả năng gọi là tranh nét vật thể này, và một cái tính năng rất là hay trên những cái sản phẩm mà tự động giặt giẻ lau hiện tại, đấy là nâng cấp cho Quirivo S cái khả năng là tự động cấp xả nước. Chúng ta có thể lấy nước trực tiếp từ nguồn, cắm trực tiếp vào trong cái thần đốc của con robot này, và sau đấy robot nó sẽ tự auto hết làm những công việc liên quan đến cấp nước sạch vào, đổ nước bẩn đi, mà chúng ta sẽ không phải động tay động chân, không phải suốt ngày phải canh bê cái thùng nước đi, bê thùng nước vào. Mặc dù là Quirivo S nó đã là con robot mà có cái bình nước 4 lít cũng coi như là trong phân khúc thì nó gần như là cao nhất rồi, nhưng mà với những cái diện tích sàn rất là rộng, chung cư khoảng tầm 150 m², 2 ngày có khi đã cần phải đổ nước rồi, thì việc mà nâng cấp cái bộ module cấp xả nước dành riêng cho Quirivo cũng như là Quirivo S thì chúng ta sẽ được nhàn hơn rất là nhiều, và lúc đấy con robot nó sẽ trở thành một cái gì đấy nó rất là toàn năng. Chúng ta có thể cho nó chạy ngày 2 lần, 3 lần không vấn đề gì. Và với cái con robot nó đã có khả năng nâng giẻ lau khoảng tầm 10 mm, thì chúng ta có thể tách biệt riêng ra cho nó đi hút riêng một lượt, sau đó nó đi lau 2-3 lần trong không gian nhà, không bao giờ lo đến việc bị hết nước, không bao giờ lo đến việc là đang chạy dở, đang giặt giẻ lau dở thì bị dừng giữa chừng vì những lý do là hết nước hoặc là đầy bình nước. Thì sẽ có một series rất nhiều các video để test thực tế, trải nghiệm trực tiếp em Roborock Quirivo S này trong cái điều kiện dùng thực tế hàng ngày. Còn video này sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Nếu mà mọi người mà xem video thấy bổ ích, thấy có nhiều cái mà mọi người cần em phân tích thêm, cần em làm rõ thêm, thì mọi người có thể để lại bình luận ở trong cái comment của video này để Quang Vacuum cùng với anh em ekip có thể sản xuất ra nhiều video nữa phục vụ anh em, cũng như là giải đáp các cái thắc mắc liên quan xoay quanh đến tất cả các con robot trên thế giới. Ok, cảm ơn anh em nhé.